Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Gần đây, nhiều ngân hàng rao bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ, từ nhà đất ở đến đất dự án, nhà máy, nhiều tài sản được rao bán tới 14 lần nhưng giao dịch vẫn chưa thành công. Tạp chí Đầu tư Tài chính thông tin, ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng vừa ra thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo cho khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lắp máy miền Nam. Theo thông báo của Agribank, toàn bộ khoản nợ có giá trị ghi sổ tại thời điểm 29 tháng 6 năm 2023 được quy đổi theo tỷ giá 23.690 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ là hơn 355 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 133 tỷ đồng và hơn 3,7 triệu đô la Mỹ. Nợ lãi hơn 75 tỷ đồng và hơn 2,4 triệu đô la Mỹ. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rộng hơn 2.293 m2 tại địa chỉ 404 Điện Biên Phủ, tổ 6, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, tài sản thế chấp còn có nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, nhà vệ sinh công cộng, bể nước ngầm, tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, kho nguyên liệu, nhà xử lý và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê tại địa chỉ đường số 3, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất thuê 1,9 ha và thời gian cho thuê đất là 40 năm kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2007 đến ngày 12 tháng 12 năm 2046. Cùng địa chỉ này là tài sản liên quan có dây chuyền lắp ráp một số thiết bị, động cơ. Tài sản thế chấp tiếp theo là tài sản hình thành trong tương lai và kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng lab, nhà bảo vệ, nhà máy phát điện và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê tại địa chỉ số 10, khu công nghiệp Hòa Khánh. Với diện tích đất thuê là 1,2 ha và thời gian thuê đất là 45 năm từ ngày 27 tháng 8 năm 2002 đến ngày 12 tháng 12 năm 2046. Cùng địa chỉ trên còn có tài sản thế chấp là hệ thống dây chuyền thiết bị đúc công suất 30 tấn trên một ngày. Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, mới đây nhất, ngân hàng Vietinbank cũng đã rao bán đấu giá lần thứ 12 khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Dương tại Vietinbank Hà Nam là thửa đất rộng 286 m2, kèm tài sản trên đất là nhà ở và công trình phụ trợ tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Giá khởi điểm được chào bán là hơn 9,5 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng Vietinbank cũng đã thông báo bán đấu giá tài sản thế chấp 769,7 m2 đất ở đô thị tại phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với giá khởi điểm 31,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bán tài sản bảo đảm là bất động sản, Vietinbank rao bán gần 400 khoản nợ vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm của cá nhân, mỗi khoản nợ chỉ vài trăm ngàn đồng đến hơn 120 triệu đồng, phổ biến từ 10 đến 20 triệu đồng trên một món. Vietinbank thông tin rõ là bán từng khoản nợ, một số khoản nợ hoặc tất cả các khoản nợ vay tiêu dùng. Ngân hàng BIDV cũng đã tiến hành rao bán đấu giá bất động sản lần thứ 6, nhà máy xi măng ở khu công nghiệp Nhân Thành, tỉnh Bình Phước để thu hồi nợ. Giá được chào bán là 28,2 tỷ đồng. Đây là tài sản bảo đảm của công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC. Nhà máy này có diện tích đất rộng 10.000 m2 kèm tài sản trên đất, gồm nhà văn phòng, nhà kho Klinken, nhà kho xi măng, nhà nghiền xi măng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Cuối tháng 10, BIDV cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hơn 1.130 m2 có thời hạn sử dụng đến tháng 7 năm 2058. Mục đích khu đất này là xây thương mại, dịch vụ ở phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, giá khởi điểm hơn 72,8 tỷ đồng. Đây là tài sản được rao bán tới 14 lần. Ngoài đất dự án, BIDV cũng đã rao bán đấu giá đất ở, căn hộ là tài sản bảo đảm của khách vay cá nhân. Bất động sản được rao bán tại Hà Nội, Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định có giá khởi điểm từ vài tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Các ngân hàng trong thời gian vừa qua cũng đã liên tục phát đi thông tin đấu giá các khoản nợ với tài sản bảo đảm là bất động sản du lịch có giá trị lớn lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Đáng nói, các bất động sản này đã được ngân hàng phát mãi nhiều lần nhưng vẫn chưa có người mua. Theo tạp chí Đầu tư Tài chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank là một trong các nhà băng có nhiều thông báo đấu giá khoản nợ và tài sản bảo đảm nhất hiện nay, trong đó bao gồm không ít các dự án du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng lớn. Đơn cử, ngân hàng đã 4 lần thông báo đấu giá khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Suối Cát tại chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Giá trị ký sổ của khoản nợ tại Agribank tạm tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2023 là hơn 279 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là hơn 189 tỷ đồng. Nợ lãi là hơn 93 tỷ đồng.
tài sản bảo đảm cho khoản nợ là toàn bộ khu vui chơi giải trí Suối Cát tọa lạc tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, bao quyền sử dụng đất tại số 383 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Giá trị tài sản hình thành trong tương lai khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 trên tổng diện tích đất là 21.132 m2, bao gồm các công trình tàu lượn cao tốc, vũ trường, bãi đậu xe, cổng bán vé, phao đụng, xe đụng, khu vườn cây ăn quả. Ngoài ra, khoản nợ còn được bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 trên tổng diện tích 6.570,5 m2, bao gồm các hạng mục sân khấu ngoài trời có mái che và phần san lấp mặt bằng. Tài sản hình thành trong tương lai khu vui chơi giải trí Suối Cát giai đoạn 2 bao gồm các hạng mục quảng trường trung tâm, khách sạn cùng với một số tài sản hình thành trong tương lai khác tại dự án này. Giá khởi điểm được Aribank đưa ra là 198 tỷ đồng, giảm hơn 12 tỷ đồng so với lần rao bán hồi tháng 10. Aribank cũng đã nhiều lần thông báo đấu giá khoản nợ của các công ty liên quan tới tập đoàn Tân Hoàng Minh với tài sản bảo đảm là các lô đất thuộc các dự án khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc và Hoàng Hải Phú Quốc. Việc rao bán các tài sản của khoản nợ để thanh lý các hợp đồng vay nợ cũng được ngân hàng Aribank tiến hành sát sao trong thời gian qua. Ví dụ là những căn nhà bất động sản ở Hội An được rao bán gần đây. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Báo Người Lao Động thông tin, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Aribank vừa ban hành thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm gồm 11 tài sản tọa lạc tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tài sản 1 bao gồm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 02, tờ bản đồ số 07, diện tích 158 m2, địa chỉ số 15 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, và quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 21, tờ bản đồ số 07, diện tích 62,1 m2, địa chỉ số 15 Trần Hưng Đạo. Theo Aribank, do hai tài sản này đã xây một căn nhà kiểu nhà biệt thự cổ, bảo đảm chung cho cả ba hợp đồng tín dụng nên bán chung thành một lô tài sản. Giá khởi điểm của lô tài sản này là 26,615 tỷ đồng. Tài sản 2 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 58, tờ bản đồ 27, diện tích 91,3 m2, địa chỉ khối 5A, phường Cẩm Phô, giá khởi điểm 8,5 tỷ đồng. Cả hai tài sản đấu giá trên cùng thuộc chủ sở hữu là công ty Đông Dương. Tài sản 3 là quyền sử dụng đất thuộc thửa số 16, tờ bản đồ số 07, diện tích 245,5 m2, địa chỉ 45/21 Trần Hưng Đạo, giá khởi điểm là 23,1 tỷ đồng. Tài sản 4 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa số 36, tờ bản đồ số 07, diện tích 188 m2, địa chỉ 45/23 Trần Hưng Đạo, giá khởi điểm là 17,6 tỷ đồng. Hai tài sản này cùng thuộc chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bảo Nga. Tài sản 5 là quyền sử dụng đất thuộc từ số 39, tờ bản đồ số 07, diện tích 124,5 m2, tại địa chỉ số 2A Nguyễn Huệ, phường Minh An, giá khởi điểm 10,9 tỷ đồng. Tài sản 6 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa số 165, tờ bản đồ số 07, diện tích 341,25 m2, đất ở đô thị 328,75 m2, đất trồng cây lâu năm 12,5 m2, tại địa chỉ số 45/39 Kiệt Trần Hưng Đạo, giá khởi điểm 31,26 tỷ đồng. Tài sản 7 là quyền sử dụng đất, thửa đất thuộc số 43, tờ bản đồ số 07, diện tích 139,2 m2, địa chỉ 45/39 Trần Hưng Đạo, giá khởi điểm 12,807 tỷ đồng. Tài sản 8 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 182, tờ bản đồ số 07, diện tích 161,5 m2, địa chỉ H25/11, Kiệt 49 Trần Hưng Đạo, giá khởi điểm dự kiến 14,854 tỷ đồng. Cả 4 tài sản trên cùng thuộc chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thiên Nhật Việt. Tài sản chính là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa 186, tờ bản đồ số 37, diện tích 766,9 m2, địa chỉ khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, giá khởi điểm 71,179 tỷ đồng. Chủ sở hữu là công ty trách nhiệm hữu hạn NL Trọng Nhân. Tài sản 10 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 35, tờ bản đồ số 7, diện tích 232,4 m2, địa chỉ 45/25 Trần Hưng Đạo, giá khởi điểm 22,42 tỷ đồng. Tài sản này cũng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bảo Nga.
Tài sản 11 là quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, thửa đất số 28, tại bản đồ số 07, diện tích 152,6m², địa chỉ tại tổ 8, khối 3, phường Minh An. Chủ sở hữu là bà Phạm Quế Anh, giá khởi điểm 13,22 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, trong 11 tài sản mà Agribank rao bán đấu giá, không hề có ngôi nhà cổ nào trong một số báo điện tử nhầm tưởng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, ranh giới khu phố cổ Hội An được tính từ đường Phan Châu Trinh trở vào tới Bạch Đằng. Từ Phan Châu Trinh ra Trần Hưng Đạo là khu vực 2A, là vùng đệm. Tại khu vực này không có ngôi nhà nào thuộc loại đặc biệt, loại 1, loại 2. Hầu hết là những ngôi nhà được làm mới theo kiểu kiến trúc cổ. Đây là tài sản của tư nhân nên việc mua đi bán lại, sang nhượng là chuyện bình thường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho hay, do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ nên nhiều tài sản được ngân hàng bán phát mãi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.